Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở video này Khải sẽ soi đồ cao thủ gấu AK1, một cao thủ có vẻ như cũng như là server mới bên kia gì vậy sao á. Khải nghĩ là vậy, tại vì tên này khá lạ, hoặc là một cái ạc gì đó mới đổi tên. Hôm nay đánh cho mình được top 7 tông kim. Đó là trận tông kim đầu tiên trong khi gộp server đầu tiên anh em ơi. Và Khải thì được top 9 thôi. Cái này được top 7, anh em cùng xem sơ đồ của cao thủ gấu AK1 như thế nào nha. Không thấy ta. Đây, anh em cùng xem sơ đồ cao thủ gấu. Hiện tại gấu cũng đang có cho mình càng khôn 2 cấp này, phi phong này 3 này, nhu tình là 4 anh em ơi. Hiện tại ạc này đang sở hữu 4 cấp anh em ơi. Rồi hiện tại đang bên anh em, anh em là chắc vẻ là bên băng A, ạc nào bên băng A. Con lông đao thì phải. Hiện tại nhìn sơ qua đúng là con lông đao anh em ơi. Đang sở hữu với mình một set nhu tình này, một set nhu tình anh em ơi. Ạc này con lông đao nha mọi người, con lông đao nữ đi set nhu tình. Và một áo nhu tình này. Nội công 24 và ngọc bội 24. Và chúng ta cùng xem qua cái đao. Đao tóc 30, bằng sắt 56. Những trận giao tranh như thế này anh em, những trận giao tranh mà tống kim đông như thế này á, thì con lông đao đang rất là tốt anh em ạ. Con lông đao đang chuẩn bị lên thời rồi anh em ơi, đang rất là tốt. Đánh cỡ này thì ai chịu nổi. 75 mạng và đang top 7. Hiện tại đã có cái nón phòng thủ 10 40 làm chậm. Bao tay 13 40 cũng khá là bình thường. Nhận 500 40. Hiện tại ạc này đang có cho mình 120 làm chậm anh em ạ. Đó, 40 gia truyền này, 40 nón này, 40 nhẫn này, 120 làm chậm này. Đây lưng chón nữa, 80 chón này mà. 15 cắn họ, 40 chón sinh lực nội lực. Và hiện tại đang có cho mình bao tay nữa, là hiện tại này nói chung nhìn vào đồ, những món đồ sáu dòng khá là đẹp, nhìn khá là đẹp mắt anh em ơi. Đó, 80 chón và một đôi giày tóc 30 kháng lo 25. Như thế này là đủ chơi rồi anh em. Với số đồ như thế này thì con lông đao này chém là khỏi phải bàn anh em ơi. Đang sở hữu mình một cái đao tóc 30, bình sắc 56, đặt móc 53 luôn nha anh em ơi. Sát thương 63. Đao này đầu tiên server Khải thì hồi trước là 56 triệu một cái lần anh em ơi. Tầm này thì không biết ông này mua bao nhiêu, nhưng mà theo Khải nghĩ thì cái này chắc cũng còn nửa giá, cũng được bèo bèo lắm, cũng được 2 triệu rưỡi cái này anh em. Chịu 2 triệu rưỡi cái này anh em. Không biết là anh bán bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ tầm này thì còn hơn 2 triệu một chút. Rồi, nói chung là tính xét ra set đồ này quá đẹp anh em ơi. Một set nhu tình như thế này thì cũng tầm gần 1 triệu rồi. Cái đao này gần hơn 2 triệu đi. Và những món đồ xấu dòng như thế này thì nhìn khá là đẹp mắt. Nón này cũng vài trăm nghìn đấy, không ít đâu. Bao tay này cũng vậy, đai lưng cũng vậy anh em ơi, nhẫn cũng vậy nha. Chung là set đồ này trên dưới 5 triệu là đủ chơi rồi anh em ơi. Đó, tổng set đồ này trên dưới 5 triệu là dư chơi rồi anh em. Gọi là những ạc tầm trung anh em, không phải dạng quá VIP, nhưng mà với số tiền 5 triệu quay đầu thì anh em có thể sở hữu những set đồ như thế này và chơi trong game nha anh em ơi. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ gấu một like, một chia sẻ nha anh em ơi. Và đừng quên ủng hộ Di Khải một like chia sẻ luôn nha. Và anh em thích soi đồ cao thủ nào trong những bảng top xếp hạng 21 giờ hàng ngày thì cứ việc comment lên bên trên, Khải sẽ nhớ ai, Khải sẽ like sau đồ cho anh em xem nha.